Vì chỉ cần biết ngươi sắp chết đến nơi rồi, nộp mạng đi. Hay cho bọn ngươi đúng là một lũ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Vậy các ngươi hãy xem đi. Hạ sát khắc. Đợt. Đợt. Xin thượng thần hãy nương tay cho, tiểu thần có chuyện phải nói. Tiểu thần thật sự do Thái Sơn Linh Thạch biến hóa, và cũng là đệ tử của Tam Đàn Hải Hội Na Tra, xin thượng thần xem xét. Ngươi nói bản thân mình là Tam Giới Đại Hộ Pháp, lại là đệ tử của Na Tra, thì ngươi có bằng chứng gì? Hai cuốn bí kíp này, một là Quả Chim Thương Pháp, một là Công Pháp 72 Phép Biến, đều do sư phụ vừa mới cho tôi, xin thượng thần xem xét. Ai tên này là yêu nghiệt từ đâu tới? Hai người này, một là Lăng Tùng Tử, thủ tinh ở trên núi Thái Sơn, người còn lại là Lục Mộng Tinh, Lục Tôn Tử, họ đều là đệ tử của tiểu thần. Còn không mau tạ lỗi với thượng thần đi. Chúng tiểu tiên không biết thượng tiên hạ cố, ăn nói ngông cuồng, xin thượng thần tha tội. Tiểu tinh trong rừng không biết lễ độ, nếu không phải cửu linh xin tha, thì hôm nay bổn tôn nhất định sẽ lấy mạng các người. Dạ, tiểu tiên mang ơn. Đứng dậy đi. Tạ thượng thần. Vừa rồi bổn tôn đi tuần tra trên thiên giám, nhìn thấy chỗ này khói trắng bốc lên mạnh mẽ vô cùng, sẽ có cự yêu tác quái, chẳng hay các ngươi có nhìn thấy không? Thượng thần quả nhiên rất lợi hại, vừa rồi chúng thần tới đây đã ác chiến với ba con cự quái. Hả? Là cự quái gì? Thần không biết lai lịch của chúng, chỉ thấy trong đó có một tên nguyên hình là Hát Tử Tinh, còn một tên khác là Ngô Công Tinh. Hả? Tên còn lại đâu? Một tên còn lại thì tôi không biết. Nhất định là yêu long thẫn. Thượng thần, thẫn là gì vậy? Cũng là cự quái thượng cổ, hắn là một con độc long giỏi điểm quá. Thì ra là vậy. Thượng thần đang tìm ba tên cự quái thời thượng cổ sao? Đúng vậy. Hôm nay ba chúng tôi chạm mặt với tam quái ngay trong rừng. Tam quái đó đòi giết tôi để lấy dương tinh, tiểu thần dùng lên phản kháng, đôi bên ác chiến. Nào ngờ tam quái pháp lực cao cường, phát động nguyên thân, đột nhiên tia sáng xông lên, chúng tiểu thần không thể nào sắp trận được. Tam quái đã thừa cơ hội bỏ trốn hết rồi. Bỏ trốn đi đâu? Vừa rồi tia sáng phát lên, tên đó phóng ra phóng quả lôi điện, chúng tôi mãi lo chống đỡ cho nên không thấy chúng bỏ trốn đi đâu hết. Tiểu thần suy nghĩ, hình như chúng đã chạy về hướng Tây Bắc đó. Chúng tướng đâu? Đuổi theo hướng Tây Bắc ngay. Dạ đó. Các người không biết tránh né, đòi làm chuyện lỗ mãng, ngang nhiên dám đấu với hắn ta, các vị đúng là chán sống rồi mà. Nếu hôm nay không có thần huynh, e rằng chúng tôi sẽ khó thoát. Không biết tên đó là ai? Huynh chưa từng nghe nói về Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân tại Quán Khẩu sao? Hả? Chẳng lẽ là hắn là người 500 năm trước từng ra tay bắt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần Dương Tiễn sao? Đúng vậy. Tại hạ dưỡng mộ hành tổ tứ phương, trên đường tới đây trảm yêu trừ ma. Xin hỏi ba vị đạo huynh đây có phải là Sơn Trung Chi Quán, Lâm Trung Chi Yêu không? Ba chúng tôi đây là thợ săn ở trong rừng, sống trong thung lũng Nhị Lang ở phía trước. Ủa, là thợ săn à? Đúng vậy. Ta thấy không giống. Ông thấy không giống hả?
ông hơi quá đáng đó. Chúng tôi có phải thợ săn hay không á, mắc mới gì tới ông chứ? Ông là cái thá gì, tại sao phải được ông khẳng định vậy? Nếu các vị là người, sẽ có quan phủ vua chúa nhân gian quản thúc. Nhưng nếu các người là yêu, e rằng khó mà thoát khỏi tay Dương Mỗ ta. Ai nói chúng tôi là yêu quái? Chúng tôi là con người tử tế à? Vừa rồi, Dương Mỗ nhìn thấy một nguồn ánh sáng hình trụ sông lên trời. Trong nguồn ánh sáng đó hiện rõ nguyên lực do đạo huynh phát ra, có phải không? Đúng vậy. Vậy thì không thể sai. Các người đây chính là quái thú bị đại thần đại chủ Hậu Nghệ bắt giam giữ ở Trùng Hoa Cung, nhưng xảo trá nham hiểm, thừa dịp thiên đình đại loạn đã lén bỏ trốn hạ phàm làm yêu, gây họa cho nhân gian. Tội của các người không thể tha. Hôm nay đã rơi vào tay của bổn tôn. Nạp mạng đi. Ông nói cái gì? Cái gì gọi là hạ phàm làm yêu, gây họa nhân gian? Người sắp chết tới nơi, còn lẽ ngay khí hùng, giả ngay giả dại, biết điều thì lập tức đầu hàng, xuôi tay chịu trói. Nếu không thì chỉ trong chốc lát các người sẽ mất mạng. Tiên sinh à, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc ông muốn nói gì. Ông có phải ông nhận làm người hay không? Theo ta nghĩ, các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nè, chị tiên sinh này, sao người không phản đòn? Nhìn mặt của ông, tôi biết ông không phải là một kẻ xấu, chẳng qua nhận làm người mà thôi. Tiên sinh à, tôi thật sự không phải là quái thú như ông đã nói đâu. Câm miệng lại cho ta. Tình nghiệt xúc vô tư, ngang nhiên dám sỉ nhục trí tuệ của bổn tôn, người chết không đủ đền tội. Thế ông tưởng ông là ai chứ hả? Người ta không ngừng nhận bộ ông, còn ông lại cho rằng người ta sợ ông hả? Ê, có thật là ông cho rằng ông giỏi lắm hay không hả? Tôi cho ông biết nha, bảo đồ quái yêu tinh trong đường này á cũng bị chúng tôi hại sát á. Để nói gì đến ông chứ hả? Nè, thôi đi bắn thân, đừng nói chuyện đó nữa. Thứ người này chỉ sợ người dữ à, còn để tôi dọa hắn cho. Hắn cứ tưởng mình là Ngọc Hoàng Đại Đế đó. Nè nè, ê, tôi cho ông hay nha, ông mau tránh ra. Nếu không hả, đừng trách tôi không có cách sáo vong à. Ây cho tên yêu nghiệt kiêu căng kia, ta phải xem người có bản lãnh cỡ nào. Ê, ông không biết Mã Dương gia có bao nhiêu con mắt hay sao hả? Dài. Các người không phải là yêu quái à? Không phải, tất nhiên không phải rồi. Huynh muội chúng tôi là thợ săn sống ở trong thung lũng. Cho dù các người là thợ săn, nhưng hắn cũng không phải. Hắn là Độc Long Thần. Hả? Vì Lan Gia, thế nào, có tìm được không? Ha, lẽ ra dùng đại pháp lực tóm gọn họ, nhưng lại bị Độc Long yêu thần sử dụng quỷ kế chạy thoát. Thật là tức chết đi thôi. Chạy thoát à? Ừ. Thật không ngờ, nguyên lực của tên giặc đó lại lớn mạnh như vậy, ngang nhiên có thể ảo hóa ngay trước mặt bổn tôn chạy thoát. Yêu quái trần gian có được phép thuật như hắn quả là hiếm có. Vì ta đánh giá hắn qua thấp, có thể chạy thoát từ trong tay của ngài, có thể nói đây là chuyện chưa từng xảy ra. Địa tiên yêu quái có được nguyên lực như vậy, ta chỉ từng gặp một người, Tỳ Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.
Đúng vậy. Lúc Tôn Đại Thánh chào đời, sức mạnh và nguyên lực không gì sánh bằng được. Sau đó vi phạm tội ác tày trời, người vào giường đào hái đào cực, trộm kim đơn của lão quân ăn hết cùng một lúc. Từ đó luyện thành bổn nguyên nhất khí bất hoại kim thân. Nói đến nguyên lực của người, nếu so với ta thì ngang tài ngang sức, chỉ thua ta về đẳng cấp thôi. Còn yêu quái dưới trần gian này có nguyên lực được như vậy, chỉ có một mình tên đó. Vị Lan Gia, chuyện 3 năm xưa Đại Thánh Đại Lão Thiên Cung mà cũng vẫn còn nhớ. Vị Lan Gia và người đấu phép, nhưng kết quả chỉ ngang tài ngang sức thôi. Tuy Tôn Đại Thánh từng bị lép vế, nhưng mà chưa từng bại trận. Phải được Thái Thượng Đạo Tổ giúp đỡ mới có thể bắt được người. Đúng là như vậy. Hiện nay Tôn Đại Thánh tu thành chánh quả Phật môn thành thánh, xếp vào Tây Thiên. Ngoài Đại Thánh ra thì muốn Tôn chưa từng gặp người nào có nguyên lực lớn mạnh như vậy. Hôm nay gặp được yêu thần như vậy khiến ta không khỏi lo sợ. Vị Lan Gia giao đấu với hắn kết quả thế nào? Hiện nay tên đó vẫn chưa biết tận dụng nguyên lực vốn có của hắn, do đó không phải là đối thủ. Thế nhưng một khi hắn tìm được phương pháp phóng thích nguyên lực thì e rằng cả ta đây chưa chắc gì đã chế ngự được hắn. Lợi hại như vậy sao? Nếu không nhanh chóng loại trừ yêu nghiệt cử quái này đi, sẽ nguy hại an nguy của tam giới. Quách Thần, ngài dẫn theo Khang Trương Diêu Lý, bốn vị thái quý và Thảo Đầu Thần ảo quá hạ giới tìm kiếm khắp nơi. Ta nghĩ đến nay họ vẫn lẫn trốn tại nơi nào đó trong Vân Vũ Sơn. Một khi phát hiện hành tung của họ, không nên bước dây động rừng, lập tức bẩm báo cho bổn tôn. Rõ.